Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khả nào mọi. Ngày hôm nay thì Khả sẽ soi cho anh em một set đồ của cao thủ midfield cho anh em xem. Có thể nói là một trong những võ đang No 1 server anh em ạ. Và hiện tại ad này đang top 3 liên đấu anh em ơi, trên Khải một hạng như năm. Khải thì hạng 4 anh em ạ. Ok, cho anh em xem sơ qua thử midfield có những gì nhá. Và chúng ta cùng nhìn sơ qua thì anh ta đang có cho mình một set định quốc anh em ơi. Và ngày hôm nay thì midfield đánh khá tốt anh em ạ. Một trong những võ đang có thể nói là No 1 server anh em ơi. Với top 3, 615 ca điểm và 278 mạng. Tử vong 17 lần, khá tốt, liên chạm 47. Vạn này đang nằm ở cái giá đó là top 1 server này mà, top 1 server. Top 1 server nha anh. Đó, xếp hạng 1 server. Đây cho anh em xem thử cầu thủ này như thế nào và ra sao đây. Rồi, đầu tiên thì sở hữu cho mình một set định quốc, có thể nói là mắc ọp, một qua tay là 140, sinh lực 50. Một anh nón cực phẩm, sinh lực 50, thủ lý 30. Một cái áo cực phẩm phục hồi 50, sinh lực 200. Một cái đai lưng cực phẩm sinh lực 200, thời gian đọc 80. Một đôi giày có thể nói là cũng cực phẩm top 42, đặt cho nhỏ đan và kèm cho 200 sinh lực. Một dây chuyền cặp phong có thể nói là match up hoàn toàn. Tính đến thời điểm hiện tại giờ dây chuyền này có thể nói là dây chuyền đẹp nhất server này mà. Kháng tất cả match pin 24, kháng lôi match pin 40. Quá dữ này mà. Một phần thủ lý 22 và kháng băng 30, sinh lực 176, một dây chuyền cặp phong khá chắc. Sở hữu cho mình một cây vũ khí sinh lực lực bình sát. Bên sân em lên sinh lực lực loại sát nội công 192, kháng băng 25. Rồi, một cái ngọc bội kháng hỏa 2540, sinh khí 12, sinh lực nội lực. Một cái nhẫn lên nhạc, một cái nhẫn lên nhạc nội lo chỉ một cấp, thời gian chậm 48, kháng độc và thời gian chống 37. Một cái nhẫn tiếp theo là lên nhạc tiếp theo, nội lâu chỉ 2 cấp, thời gian chậm 47, kháng độc 30, thời gian chống 36. Đó, tính ra thì anh em tại sao Khải nói bao tay là bao tay tương đối mắc rồi. Tại vì là bao tay này là có cho mình là 45 làm chậm này. Đó, cộng với cái nhẫn này 47 làm chậm nữa. Rồi cộng với nhẫn thứ hai 48 làm chậm nữa. Thì ạc này đang có cho mình là 140 làm chậm nha anh em ơi. Cái này đang có 140 làm chậm nha anh em. Đó, 140 làm chậm và hiệu ứng chó cho anh em xem. Hiệu ứng chó thì một cây một cái nhẫn chống 36 cộng với một cái nhẫn chống 37 cộng với một ngọc bội 40 thì này đang có khoảng 113 chón. Hôm trước hãy nhớ không làm là ạch này mang một cái cây vũ khí chống 40 nữa nè, nhưng mà tầm này đổi qua lo sát nội công rồi lấy đam rồi thì tính ra ạch này đang có khoảng 110 chón, 113 chón như nè. Đó, rồi tiếp tục là con phi thối phiến tây vực. Đó, con này là con phi dân đây mà. Rồi, một cái mặt nạ cái này cũng có một cấp, một phi phong kháng cả 10, một chân sức sinh lực 200 và một ấn tín võ đang tăng trưởng môn. Một ấn tín võ đang tăng trưởng môn như nào, sau khi lên tăng trưởng môn sẽ được ấn tín kháng cả năm và có skill chiến hit một cấp. Rồi, chúng ta cùng điểm sơ qua thì ạc này có bao nhiêu điểm skill chiến hit đây. Đầu tiên thì anh em đã thấy thì ạc đó chắc chắn sẽ có càn khôn trên người là 2 cấp này, càn khôn là 2 cấp này, mặt nạ là 1 cấp này, rồi kèm với ấn tín tăng trưởng môn 1 cấp nữa này, kèm với tiệt thớ 90 trong người nữa là 5 cấp này. Hiện tại anh này đang có 5 kỹ năng này mà, 5 kỹ năng skill 120, có thể nói là 5 kỹ năng. Anh này chưa có dòng bản hỏi á. Hiện tại thiên địa vô cực là 25 cấp. Cái này 1 nè, 2 nè. Rồi tiệt thớ 90 là 1 nữa là 3, kèm với căn khôn là 5 nha anh. 5 kỹ năng 90 này mà, 5 kỹ năng 90. Tính ra thì một set đồ quá đẹp anh ơi. Và anh này cũng là một trong những ạc tăng trưởng môn, tăng trưởng môn võ đan như năm ơi, tăng trưởng môn võ đan như năm, tăng trưởng môn võ đan tháng vừa rồi này, tăng trưởng môn theo võ đan tháng vừa rồi, ấn tăng trưởng môn này khá tất cả khá dữ luôn. Nói chung thì một ạc có thể nói rằng là No 1 này mà. Hôm trước thì chúng ta thấy thì có một cái cây vũ khí lân nhạc match option nữa mà, một cây vũ khí lân nhạc match option nữa mà, có vẻ như cái đó là cây thời hạn này mà. Và lo sát nội công này, thời gian chón 50 và thời gian với kháng hỏa các kiểu đại điểu này mà, sinh lực. Nhưng có vẻ như cái đó hết hạn rồi. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên đỡ lại cho cao thủ Midview, một trong những võ đang tăng trưởng môn. Một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Ok, và ngày hôm nay thì anh này vừa tống kim top luôn nè, hãy sau cho anh em xem luôn anh em ơi. Tăng trưởng môn của võ đang nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video đừng quên đỡ lại cho Midview, một like chia sẻ ủng hộ cho cũng như ủng hộ video của Khải, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Nhớ like chia sẻ nhiều hơn để cho nhiều người biết đến cao thủ Midview này nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.